Mời các bạn xem chọn các tập tại website giải trí4phương.net hoặc xem tại kênh YouTube Giải trí Bốn Phương và tham gia kênh Facebook Truyền hình Thực tế Tâm Linh Thái Lan để theo dõi lịch phát sóng các tập mới nhé. Nội dung câu chuyện sau đây, người tạo nghiệp sẵn sàng đến đây kể lại câu chuyện của mình để cảnh tỉnh và làm bài học cho người khác, không phải tạo nghiệp và phải xấu hổ trước việc tạo nghiệp đó của mình. Thời gian là thứ mà chúng ta không thể mua nó quay trở lại được. Nếu quý vị đã tạo nên nghiệp xấu rồi, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là cúi mặt và phải trả giá cho những gì bạn đã tạo nên. Giống như 31 vị khách mời này. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, anh ấy là người chỉ huy trong những lần săn ma từ chương trình Người Xoa Dịu Những Nỗi Đau Của Linh Hồn, làm cho người khác rất nhiều lần nhìn thấy được ma. Vậy hôm nay sẽ có ma, theo anh ấy đến với chương trình của chúng ta hay không? Thì hãy chờ xem ạ. Xin mời được gặp gỡ chủ nhân sinh nhật ngày 26, anh Thép Pha Gian Du. Chủ nhân sinh nhật ngày 26 là anh Thép Pha Gian Du. Anh ấy là người chỉ huy trong những lần săn ma từ chương trình Người Xoa Dịu Nỗi Đau Của Linh Hồn. Anh ấy đã làm công việc này được hơn 6 năm rồi. Hiện tại anh Thép 32 tuổi, liệu anh ấy có nghiệp nặng nào từng gây ra hay không? Hôm nay, đã đến giờ chúng ta cùng nhau kiểm chứng sự thật này. Vì mình thích trêu chọc ma hay sao? Tôi không phải trêu chọc đâu anh, chỉ là nhiệm vụ phải làm thôi ạ. Mình làm cho người khác được gặp ma như vậy, thì mà có theo mình không? Như kiểu theo về nhà, theo lên xe, theo đến chương trình này, theo mọi nơi, có sợ không? Lúc đầu em cũng suy nghĩ như anh vậy, nhưng em đã làm việc được 7 đến 8 năm. Nếu mà ma theo thì giờ chắc nhà em đầy ma rồi. Nếu vậy sẽ rất nhiều. Vâng, nhưng mà mình phải riêng làm lễ cầu phúc cho họ. Giống như hôm nay em đi quay về, là ngày mai em phải đi làm lễ cho họ, thưa anh. Như kiểu trao đổi qua lại vậy. Vậy có thường hay gặp anh Lưu không? Cũng thỉnh thoảng ạ. Hôm nay có chuẩn bị câu hỏi nào đến hỏi anh Lưu hay không? Hỏi rằng có chuẩn bị không? Thì em cũng có một số ít câu hỏi mà anh Lưu sẽ trả lời được. Vâng, nếu như tất cả đã sẵn sàng. Đối với ngày hôm nay, xin anh Lưu hãy nhìn vào 31 vị khách mời này kể cả anh Thép. Hãy nhìn và cho biết có những nghiệp nào và xin khoảng 3 câu chuyện cho ngày hôm nay. Xin lỗi ạ, xin phép nhé. Bây giờ chuyện ngày tháng năm sinh và con số tạm ngưng lại đã, bởi vì điều mà tôi nhìn thấy rõ ràng trước mắt bây giờ là số 24. Chuyện này, không biết tôi nói có được không? Cuộc đời của cô rất đáng thương. Tình yêu có vấn đề. Đã dẫn đường cho cái chết. Bây giờ sống mà như đã chết. Cô đã bị người yêu làm hại đúng không? Có những thứ nước làm cho mặt cô biến dạng. Nhưng mà nó không làm hại được trái tim cô nếu cô không chấp nhận chịu thua. Tôi không chọn ai nữa, chọn người này trước, hãy xuống đây cùng nói chuyện. Chủ nhân sinh nhật ngày 24, cô ấy đã được anh Lưu đặc biệt gọi xuống trò chuyện sau khi nhìn lên thấy cô ấy. Cô ấy tên là Ván Phết Dương Rắt Ta Dắm, hay còn gọi là cô Lèng. Khuôn mặt của cô lúc mới nhìn vào trông thật đáng sợ. Lúc vừa nhìn thấy anh Lưu đã ngay lập tức gọi cô ấy xuống, bởi vì anh Lưu đã nhìn thấy một số hình ảnh về cô ấy, và điều anh Lưu nhìn thấy đó là gì? Và tại sao cô ấy lại có khuôn mặt bị biến dạng đến đáng sợ như vậy? Bởi vì cô ấy đã tạo nên nghiệp gì hay sao? Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Tôi muốn hỏi cô Lèng thay cho người xem được không? Cô Lèng và Lưu đã từng nói chuyện với nhau trước khi vào ngồi trong trường quay này hay chưa? Chưa từng ạ.
Có ai ép buộc cô Leng rằng khi anh Lưu nói gì thì chỉ việc trả lời là phải hay không? Dạ không ạ. Nên vì vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra không được nói theo anh Lưu nhé. Điều gì có thật thì nói thật, điều gì không đúng thì nói không đúng. Vâng ạ. Hãy kể lại tất cả những chuyện gì đã xảy ra với cô. Và xin được nói với quý vị đang theo dõi chương trình lúc này, tôi không phải nhà ảo thuật. Không phải làm kinh tế để nhận xem tử vi hay mở văn phòng gì gì đại loại như vậy. Nhiệm vụ mà tôi đang làm là để cho mọi người biết về nghiệp, phúc, tội lỗi của họ và cho họ biết được luật nhân quả mà họ phải đón nhận. Nên vì vậy cũng mong quý vị khán giả hãy là những người thông thái trong việc theo dõi chương trình. Và ở lần này, anh Lưu đã mời cô gái này xuống nói chuyện cùng chúng ta luôn, mà không cần phải đặt tiêu đề hay nhìn vào con số. Lúc mà tôi đi đến phía trước và nhìn lên phía trên kia, chỗ mà mọi người ngồi sau số ngày sinh. Và chắc chắn điều không thể chối cãi là nói không nhìn thấy cô ấy. Bởi vì nhìn trong 31 vị khách mời ở đây, cô ấy nổi bật nhất với tấm khăn bịt mắt. Nên vì vậy lúc tôi quay sang nhìn thấy cô ấy, thì tôi thấy một số hình ảnh vụt qua. Trong tích tắc thôi, nhưng cho thấy cô ấy đã từng gặp chuyện gì nên đã quyết định chọn cô ấy trước và tạm ngưng tất cả lại. Đây là lần đầu tiên trong chương trình Con số nghiệp báo, không có việc xem trước ngày sinh. Bởi vì sự đau khổ và cảm xúc của cô gái này đã nói lên tất cả qua khuôn mặt của cô ấy. Anh chịu không nổi nơi, bởi vì trong đầu anh toàn là những hình ảnh rất đáng sợ về cô gái này. Cho nên nhìn mặt cô ấy không được, vì hình ảnh cho thấy đáng sợ quá. Bởi vì tình yêu là nguyên nhân. Hình ảnh mà tôi thấy là một người con gái và một người con trai, họ là một đôi. Đang ở cùng với nhau. Cho đến khi có con, nhưng sau đó không ai tin vào ai cả. Sự việc xảy ra có thể là vì phía người con trai không tin tưởng, hoặc có vấn đề với nhau, khiến cho cô ấy hay né tránh, rồi sau đó đã xảy ra những cuộc tranh cãi, dẫn đến mất lòng tin ở nhau, và giống như cố gắng đến để nói chuyện làm lành với nhau, nhưng giống như không thống nhất được với nhau. Và hình ảnh tiếp theo là có nước. Nước mà có độc ấy. Và người đó đã đổ lên người hay là tạt vào người. Hình ảnh của người này từng rất đẹp, không biết đẹp đến mức nào. Nhưng được xem giống như là một cái xác không hồn vậy. Đây là tất cả điều mà tôi nhìn thấy ngay từ ban đầu, nên tôi đặt tên ngắn gọn là yêu nhầm người. Đã nghe anh Lưu đọc những điều viết trên tấm bảng này, cô Leng cảm thấy như thế nào? Dạ đúng ạ. Trước đây chồng em ở cùng làng với em, cho đến khi lớn lên thì anh ấy đi theo mẹ làm việc. Sau này lớn lên thì gặp nhau nói chuyện qua về rồi thích nhau. Nói chuyện qua về như vậy được khoảng 1 năm thì tổ chức đám cưới. Vâng, lúc đó cô bao nhiêu tuổi? 15 tuổi à? Vậy cậu ta lúc đó bao nhiêu tuổi? 18 à? Khi có con với nhau rồi, anh ấy vẫn đi làm việc với mẹ, còn em trở về ở nhà mình. Từ sau đó có vấn đề với nhau, từ lúc có đứa con thứ hai. Lúc mà đứa con thứ hai được khoảng 1 tuổi 7 tháng. Và từ đó về sau anh ấy kiểu như không còn tin tưởng tôi nữa. Vậy nghĩa là trước đây cô cũng đẹp lắm phải không ạ? Cũng quyến rũ lắm, nên chồng mới lo lắng đến mức này. Bởi vì cũng có trang điểm vào nữa. Em ở nhà trông con và làm việc nữa. Lúc đầu thì cũng chỉ trách móc nhau vậy thôi, nhưng mà dần dần ngày càng nặng nề hơn. Về sau cũng không đi đâu được. Không được đi đâu sao? Phải ở nhà với anh ấy vì anh ấy đã trở về nhà, nên cũng không được đi làm, chỉ thỉnh thoảng được làm việc thôi. Nhưng mà tôi cũng không đi đâu cả, nếu có đi tôi cũng mang con đi cùng, không đứa lớn thì đứa nhỏ, mà phần nhiều là mang cả hai đứa đi cùng. Anh ấy hay dọa, nếu mày mà bỏ đi thì tao sẽ giết con. Đòi giết con luôn hả? Anh ấy dọa là anh ấy sẽ tạt axit và nói mày phải ở với tao, kiểu như vậy. Là axit, dọa nếu làm gì là sẽ tạt axit. Lúc đầu em cũng không tin, nhưng mà sau đó anh ấy lấy ra cho xem, lấy ra đổ xuống nền thì thấy sủi bọt trắng, rồi có khói bốc lên. Và có mùi nữa. Nên em cũng sợ và phải nhịn anh ấy.
Sau dạo đó được khoảng một tuần, lại cãi nhau tiếp và anh ấy đi khóa hết cửa nhà lại. Lúc đó trong nhà chỉ có em và con đang nằm ngủ, thêm anh ấy hôm đó không đi làm. Anh ấy nói, giờ không sống với nhau được nữa phải không? Em hỏi chuyện gì nữa? Nhưng mà bỗng nhiên anh ấy túm tay em và đổ axit. Axit anh ấy đã chuẩn bị từ trước. Đồ lần đầu bị dính vào mặt chỗ này. Là anh ta đã chuẩn bị từ trước và cầm ở tay hay sao? Ở trong túi sách anh ấy, trong túi sách sao? Thấy anh ấy mở túi sách ra là em vùng dậy bỏ chạy nhưng không kịp vì anh ta đã giữ tay lại rồi. Ở bên nhà có ông ngoại anh ấy đang ngủ và hai vợ chồng người bác của anh ấy đang ở trong phòng. Nghe em hét lên kêu cứu, họ liền chạy sang ngăn cản lại, nhưng lúc đó em đã bị đổ axit 3 lần rồi. Đổ đến 3 lần luôn sao? Vâng ạ, anh ấy đổ axit lần đầu bị vào mặt, lần thứ hai bị từ vai xuống tay. Và lần thứ ba là bị đổ cả lưng luôn ạ. Vậy khi bị đổ có bịt mắt lại như thế này không? Bị đổ và axit chảy vào trong mắt nữa, vào trong mắt luôn sao? Lúc đó nóng, và như kiểu bị cháy nữa phải không? Vâng, em mặc hai chiếc áo rất dày mà nó cũng bị ăn mòn hết. Lúc đó tôi vẫn còn ý thức, nên đã cởi hết đồ trên người ra hết. Đang bị bỏng rát như vậy, nhưng nhìn sang thì thấy mặt con, đứa lớn đã nhìn thấy hết. Lúc mà bị đổ axit vẫn nhìn thấy mặt con hả? Con cũng nhìn thấy hả? Vâng, nó nhìn thấy hết. Là loại người gì vậy? Anh ấy say nữa à? Say nữa sao? Vậy lúc bị đổ axit cô có nói gì với chồng không? Không ạ, không nói gì sao? Vâng ạ, đổ xong chỉ đứng nhìn vậy thôi. Sao mà ác dữ vậy? Chồng cô vẫn đứng lại đó hả? Vâng, anh ấy vẫn đứng đó không đi đâu cả, chỉ đứng xem vậy thôi sao? Anh ấy cũng không bỏ trốn, rồi công an đến bắt đi. Không bỏ trốn, để công an đến bắt vậy luôn sao? Nghĩa là, anh ta đã có suy nghĩ đó từ trước rồi, đã có toan tính trước rồi. Vậy lúc mà cô bị đổ axit, lúc mà cô đang đau đớn như vậy, và nhìn thấy con đứng đó, thì cô đã nghĩ gì, và cảm thấy như thế nào? Kiểu giống như mình có mệnh hệ gì, thì cuộc sống của các con sau này sẽ rất khó khăn. Vậy sau khi bị đổ axit như thế thì có nhìn thấy mặt của mình hay không? Thấy ạ. Thấy ở đâu vậy? Nhìn thấy qua kính xe. Kính xe hả? Thế lúc đến bệnh viện họ nói sao? Dạ thì mình nói với họ là bị đổ axit, nên bước đầu sơ cứu họ dùng nước rửa sạch. Nước rửa vết thương ấy ạ, rửa hết cả người khoảng 50 đến 60 lọ. 50 đến 60 lọ nước, riêng mặt và lưng đã hết 30 lọ rồi. Là nước muối. Vâng, là nước muối rửa vết thương. Đau lắm, nó cứ đau mãi luôn. Đau mãi luôn sao? Vâng, cả người, cả cổ, cả mặt đều rất đau rát. Và phải vào phòng phẫu thuật 4 lần. Con có vào bệnh viện không? Không vào ạ, vì chúng sợ. Vậy lúc gặp con là lúc nào? Lúc mà bác sĩ chỉnh hình lại mặt xong và cho về điều trị ở nhà. Lúc đầu con nó vẫn sợ, nhưng về sau này dần dần chúng nó cũng hết sợ. Điều đầu tiên mà con nói với mình là gì? Nó nói rằng bố đã làm mẹ như vậy. Nó bảo bố làm mẹ bị như vậy, bố không yêu mẹ. Vì nó biết hết, bởi vì chứng kiến hết sự việc phải không? Thế, vâng thưa anh. Người đàn ông mà làm hại người phụ nữ nhỏ bé đến mức như thế này thì anh nghĩ sao? Thật sự mà nói thưa anh, em tự nhận bản thân mình không phải là người đàn ông hoàn hảo. Nhưng trong lòng em luôn nghĩ rằng kiếp này em sẽ không bao giờ đánh phụ nữ. Phụ nữ có thể đánh mình được, nhưng mình không đánh phụ nữ, bởi vì mình biết sức của mình khỏe hơn phụ nữ rất nhiều. Vậy bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ bảo có đường chữa trị. Nhưng bác sĩ nói chi phí phẫu thuật rất nhiều. Rồi sắp đến, ngày 12 em phải giải phẫu ở cổ, chỗ này ạ. Tôi có yêu cầu muốn xin một đặc ân. Nếu có thể được, nếu lĩnh vực y tế bây giờ phát triển mà có thể giúp được cho cô, thì tôi cầu mong, ai cũng được, hãy đứng ra giúp đỡ cô ấy. Người mà tạt axit vào người cô ấy như vậy thì sẽ gặp nghiệp gì? Xét về những điều trong luật nhân quả của tôn giáo đã chỉ ra rõ ràng chuyện mình sinh ra và được gọi là con người, là người có ý thức và trí khôn.
Nhưng mà việc được gọi là con người lại đi làm hại đồng loại của mình, mà nhất là với phụ nữ, những người yếu đuối, không đủ sức kháng cự như vậy. Lúc mà họ chết thì họ sẽ phải chết một cách đau khổ nhất và không được chết cùng với người phụ nữ bị tạt axit này. Lúc mà họ chết đi, ở dưới địa ngục tăm tối đó sẽ có đầy đủ những hình phạt thích đáng dành cho họ. Lúc mà chết xuống âm phủ, thì Diêm Vương sẽ cho quỷ giữ trói tay cho lên cột, hoặc là như người xưa hay làm, là cột tay lại và treo lơ lửng như vậy. Sau đó quỷ giữ sẽ múc một thứ nước rất nóng trong một cái chảo bằng đồng rất lớn, và bắt người này lại banh mồm ra và đổ nước đó vào, để cho thứ nước đó từ từ ăn dần ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng phía bên trong của người đó. Đến khi họ chết đi rồi, thì luật nhân quả sẽ kéo họ sống lại và tiếp tục banh mồm đổ nước đó vào lại. Cứ làm như vậy mãi, cho đến khi nào họ trả được hết nghiệp nợ của mình thì thôi. Vậy bây giờ chồng cô vẫn còn sống phải không? Vẫn còn sống và ở trong tù ạ? Đang ở trong tù rồi hả? Vậy cô có vào tù thăm chồng hay không? Không ạ. Vậy từ sau đó đến giờ có nói chuyện với nhau không? Không ạ. Có giận chồng không? Giận chứ, lúc đầu rất giận, nhưng dần dần rồi cũng nguôi, và giờ cũng tha thứ hết cho anh ấy. Cô tha thứ hết cho anh ấy luôn sao? Sau khi bị anh ấy làm hại đến mức như thế này. Vâng, ngay từ những ngày đầu đã chấp nhận như vậy rồi. Từ lúc bị đổ axit lên người hay sao, đã chấp nhận ngay từ đầu là sẽ có chuyện như thế. Thế kia này xảy ra với mình, giờ hận thù cũng có được ích lời gì đâu. Thêm đau lòng, em vẫn còn may mắn vì một bên mắt còn nhìn thấy được, để được nhìn con, nhìn những người thân. Đừng quên truy cập vào Facebook Truyền hình Thực tế Tâm Linh Thái Lan để ủng hộ kênh ạ. Và như anh Lưu đã nói, nếu trong quý vị ai có thể giúp đỡ được cho cô ấy, thì xin hãy liên lạc đến cho chương trình của chúng tôi. Và nghiệp thứ hai của ngày hôm nay, thưa anh Lưu, sẽ là câu chuyện gì tiếp theo? Có một ngày sinh, số mệnh của cái chết, số mệnh của chết chóc. Nghĩa là số mệnh của họ đã từng liên quan đến cái chết. Nhưng mà số 26 không liên quan nhé, cũng không hẳn thế đâu, có liên quan hay không còn tùy. Nhưng bây giờ mời anh Thách chọn trước. Hãy thử nhìn và đoán xem. Nghĩ ai là số mệnh của chết chóc? Nếu là số mệnh của chết chóc, em nghĩ là số 13. Là số 13 sao? Vâng, nhìn thấy có nét phù hợp đúng không? Anh Thách nghĩ rằng số 13, vậy anh Lương nghĩ là ai? Con số ngày sinh, số mệnh của chết chóc là ngày. Là ngày 25 ạ. Tại sao người sinh ngày 25 lại gọi là số mệnh của chết chóc? Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chủ nhân sinh nhật ngày 25 là anh Nathi Nô Nụ Xá, người mà anh Lưu nói là số mệnh của chết chóc. Ai mà nghe được câu này chắc sẽ rất là bất ngờ. Nhưng tại sao anh Lưu lại nói ra như vậy khi chỉ mới nhìn thấy con số ngày sinh của anh ấy? Và những điều anh Lưu nói ra đó có đúng hay không? Chắc chỉ có anh Lưu và anh Nathi Nôn mới có câu trả lời được. Anh Nôn sinh ngày 25, số 5 nghĩa là cảm xúc. Số 2 nghĩa là dám nghĩ dám làm, nên khi làm điều gì cũng luôn đặt suy nghĩ và cảm xúc của bản thân lên hàng đầu. Về phần biển, số xe là 4670. Số 4 nghĩa là cái chết. Có nghĩa là người lái chiếc xe này đã từng suýt chết. Và nếu anh là người lái chiếc xe đó, và hôm nay anh đến với chương trình, nghĩa là anh từng suýt chết. Thật sự là anh có thể bị chết đấy, bởi vì số 0 nằm cuối cùng là sự trống rỗng. Nhưng may mắn là có số 7, nghĩa là điều không thể nhìn thấy. Nên được gọi là quý nhân phù hộ. Xin được hỏi anh Nôn, là anh đã trải qua những điều như anh Lưu vừa nói không? Đã từng trải qua như vậy à? Trải qua như vậy nghĩa là sao? Mới vừa được thoát chết hả? Vâng. Tôi thoát chết nhưng mà vợ không thoát được. Từ đã, thưa anh, nghĩa là anh đã được thoát chết rồi phải không ạ? Nhưng mà vợ đi cùng không thoát được và đã chết. Vợ anh tên gì vậy? Tên Bóc à? Bóc phải không? Vậy quen biết nhau như thế nào? Quen biết nhau ở nhà máy. Cũng khá lâu rồi à?
Có lần chở cô ấy tôi hỏi có sợ không? Cô ấy nói không sợ. Và ôm lấy tôi, nói nếu có bị gì thì bị cùng nhau. Tôi trở về từ huyện Tạc Khăn, vì con tôi cũng gần ra đời rồi. Là vợ đang có thai. Vâng, có bầu gần sinh ạ, dự sinh là ngày 16. Và bác sĩ hẹn ngày cuối đi kiểm tra là ngày mùng 10 tháng 3. Tôi trở về từ huyện Tạc Khăn, từ bệnh viện huyện trở về. Khi chạy về đến trước doanh trại bộ đội thì xảy ra tai nạn. Cảm giác của tôi lúc đó giống như bị đánh vậy. Giống như bị cái gì đó đâm sầm vào và tôi bị văng ra. Vợ tôi cũng bị văng ra khỏi xe và trước đó cô ấy ngồi một bên vì mặc váy. Tôi chỉ nhớ được là giống như bị gì đó đâm sầm vào. Tôi bị gãy xương ở vùng mặt và vết thương bị cắt sâu đến gân ở tay, nên bây giờ tay không thể bình phục được 100%. Vậy lúc đó có bất tỉnh hay không? Tôi nhận thức được trở lại lúc đội cứu hộ đến hỏi tôi và cởi mũ tôi ra. Họ hỏi tôi đau ở đâu, thì tôi nói đau ở tay, và tôi cố gắng hỏi họ vợ tôi có bị làm sao không, nhưng họ kiểu như không muốn trả lời. Sau này tôi mới biết lúc ở bệnh viện. Nghĩa là lúc đưa đi cấp cứu. Vâng, họ đưa tôi đến bệnh viện còn vợ tôi lại đưa đi chỗ khác. Tôi hỏi bác sĩ tôi bị gì, thì bác sĩ bảo tôi bị tai nạn, bị xe container đâm vào. Tôi hỏi thế vợ tôi đâu, thì họ nói vợ tôi đã chết rồi. Rồi tôi mới hỏi đến con, thì họ nói cũng không qua khỏi giống mẹ. Họ nói rằng vợ em bổ ngã ra vị bị xe cán qua giữa người, làm cho thi thể không còn nguyên vẹn và con tôi chết ngoài bụng mẹ. Sau đó tôi cũng nhìn thấy hình ảnh đó ở trên bảng tin rồi, là hình ảnh vợ tôi. Đối tất cũng là tôi đi nhặt cho cô ấy, ngày mà cô ấy mất. Ngày hỏa thiêu thi thể, tôi đã túm vào chân cô ấy và nói, kiếp sau sinh ra mình vẫn là một gia đình nữa nhé. Tôi muốn hỏi rằng, tôi có bị nghiệp không khi mà bảo vệ vợ con không được? Vâng ạ, không có nghiệp gì cả. Không có lỗi gì cả, tôi nghĩ họ may mắn khi có được anh, là người yêu thương vợ con đến mức này. Nhưng mà điều tôi lo lắng là anh có thể sẽ phải gặp lại chuyện như vậy nữa. Phải hết sức cẩn thận nhé, anh đã từng thoát được cái chết. Nhưng mà tôi đã đặt tiêu đề là số mệnh của chết chóc, nghĩa là anh vẫn có thể phải gặp lại chuyện như thế này nữa. Anh Lưu có cảm nhận thấy linh hồn của vợ con anh Nôn không ạ? Không, không có, không thấy, và cũng không gặp. Không thấy luôn ạ, bởi vì có thể đứa trẻ chưa có ảnh hưởng gì. Về phần vợ anh tôi vẫn chưa nhìn thấy. Nên vì vậy đừng tự trách bản thân mình nữa, anh phải cố gắng sống để còn cầu phúc cho hai mẹ con họ nữa. Hôm đó trước lúc xảy ra tai nạn, cô ấy bảo em đưa đi siêu thị Lotus. Nhưng mà em không đưa đi, bởi vì hôm đó em phải đi làm việc vào buổi chiều, nên em không đi. Cho nên đã nói cô ấy, và cô ấy cũng đồng ý. Tôi nghĩ rằng nếu như hôm đó tôi đưa cô ấy đi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia đình tôi cả. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe đã đâm chết vợ con tôi. Nếu đến giờ đó tôi sẽ vào siêu thị Lotus thì nó sẽ chạy qua rồi. Vì nếu chưa đến giờ thì chiếc xe đó chưa đi qua, thì mọi chuyện đã không như thế này. Vâng, đúng rồi ạ. Tôi muốn đi cùng hai mẹ con họ luôn. Tôi muốn họ trở về. Tôi không muốn nghĩ đây là sự thật. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi vậy? Tôi không hiểu nữa. Không ai có thể biết trước được sự việc đâu anh Nôn. Không ai có thể biết trước được sự mất mát của mình đâu.
đừng tự trách mình nữa. Việc mình thoát chết cũng có thể là điều mà hai người họ vui mừng thì sao? Vì ít nhất cũng còn có anh thoát chết để làm lễ cầu phúc cho họ, để họ được an nghỉ nơi chín suối. Nên vì vậy hãy cố gắng sống thật mạnh mẽ và hãy nghĩ đến những công việc tốt có ích. Và hãy dùng những hơi thở của mình khi được sống tiếp để làm những việc thiện, những việc tốt để tạo thêm phúc cho họ ở nơi suối vàng và đầu thai lại những nơi tốt nhất. Anh Nôn, tôi xin anh một điều được không? Tôi xin đấy, bắt tay với tôi được không? Tôi muốn anh phải sống phần đời còn lại. Hãy để thế giới này còn có anh có hứa với tôi được không? Anh hứa rồi nhé. Lời hứa của người đàn ông nhé, phải sống vì hai mẹ con họ, được không anh? Câu chuyện thứ ba của hôm nay thưa anh Lưu. Có một ngày sinh, luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau. Luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau, đau về điều gì vậy? Về tất cả mọi mặt, kể cả có chuyện gì xảy ra cũng vậy, họ sẽ sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng vượt qua và bắt đầu lại với những điều mới mẻ. Để tôi chọn cho nhé. Vâng, anh thử chọn đi. Xin mời anh. Lúc đầu là số 24, rồi đến 25, cho qua số 26 luôn. Tôi nghĩ rằng là số 29 thưa anh. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn anh ấy kiểu rất bình tĩnh, như đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, nhưng vẫn bình tĩnh vượt qua hết, là người mạnh mẽ đúng không? Vâng ạ, anh Thép nghĩ rằng số 29, anh Lưu nghĩ là ai? Con số ngày sinh mà luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau là ngày... Là ngày 26 ạ. Tại sao người sinh ngày 26 lại luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau? Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chủ nhân sinh nhật ngày 26 chính là anh Thép Phazanju và anh Lưu đã nói anh Thép là người luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau. Nếu như nhìn từ cử chỉ và tính cách hiền lành đó của anh ấy, thì không nghĩ được đó lại là anh ấy. Và anh Thép đã từng có kinh nghiệm trải qua những nỗi đau đó, từ chuyện gì khiến cho anh Lưu lại nói ra như vậy. Chỉ ít phút nữa thôi, quý vị sẽ được biết điều đó. Câu, luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau, cần phải nói rằng với kinh nghiệm và tuổi đời đã trải qua trong công việc. Hay trong cuộc sống, có nhiều khía cạnh mà có thể rất nhiều người chưa từng nhìn thấy ở Thép, đó là sự cố gắng trong công việc kinh doanh. Thép có giấc mộng rất lớn là muốn phát triển hơn trong nghề nghiệp của mình, ngoài sự nghiệp của một nghệ sĩ ngôi sao ra. Tôi đã đặt tiêu đề đặc biệt này cho anh, bởi vì ngay cả khi anh có thuận lợi hay vấp ngã bao nhiêu lần, anh đã từng nản lòng trong công việc kinh doanh hay chưa? Chưa từng nản lòng thưa anh. Anh Lưu chỉ nhắc nhở cho Thép, làm cái gì cũng vậy, hãy cẩn thận về việc giấy tờ, hãy xem kỹ và cẩn trọng với những hợp đồng cho tốt, vì nếu không sẽ có một ngày có thể bị lừa. Đã từng gặp chuyện kiểu như thế này hay chưa? Đã từng hay chưa? Dạ, cũng có đôi lần kiểu giống như tại mình xem không kỹ. Điều này công nhận mình cũng có phần sai nữa. Nhiều lúc thấy những con số tiền trên hợp đồng cũng được nên ký luôn, nhưng thật sự vẫn có điều gì đó kiểu như là mình bị lừa vậy thưa anh. Nhưng vì em cũng không đến mức điên cuồng vì công việc kinh doanh nhiều. Đây là cái dở của em, kiểu thôi lỡ rồi thì kệ nó đi, kiểu như vậy. Xem như là kinh nghiệm phải không? Vâng, coi như bài học thôi ạ. Hỏi có đau đớn không? Cũng không đau đớn gì. Không có đau đớn gì sao? Đó là trong chuyện kinh doanh. Thế còn chuyện tình yêu thì sao? Gì vậy anh? Vậy còn tình yêu thì sao? Sao tai em giống như bị điếc vậy? Hỏi rằng trong chuyện tình yêu có hay không? Thì đôi lúc cũng có thưa anh. Nhưng cũng không đến mức đau đớn cho lắm lắm. Chắc là vì em trải qua nhiều rồi, nên nó trở thành lá chắn bảo vệ cho em rồi anh ơi. Đã từng làm cho ai thất tình hay chưa? Hỏi gì vậy anh ơi? Đôi lúc cũng có ạ. Đã từng làm cho con gái đau khổ như vậy, nguyên do là gì? Kể cho mọi người cùng nghe được không? Kể một chuyện thôi, nhẹ nhàng cũng được.
Giống kiểu em đã có người yêu rồi. Nhưng muốn thử quen hai người cùng một lúc. Muốn thử một lúc yêu hai người, xem có làm được không? Và nói chuyện với thêm một người nữa. Lúc đầu cũng vui anh ạ, nhưng sau một thời gian thì yêu luôn. Yêu hai người luôn sao? Vâng, yêu hai người luôn. Và em cũng xin được nói luôn là đừng để phụ nữ nói chuyện với nhau. Vì nếu lúc nào mà họ nói chuyện với nhau, thì chỉ một câu thôi, mình sẽ bị ra rìa ngay. Vì có một người bạn chung, nên chuyện này không tránh khỏi cả hai người đó cùng biết chuyện và ngồi lại nói chuyện với nhau. Sau khi đã nói chuyện với nhau xong, thì họ giống như đùa giỡn lại với mình anh ạ. Thì bắt đầu biết được kế sách của họ, em cắt đứt với cả hai người luôn anh ạ. Cắt đứt quan hệ luôn, mình không được thì cũng không ai được. Vứt bỏ hết luôn, mình đẹp trai mà, lo gì? Vậy đã từng đau khổ với tình yêu hay chưa? Đã từng rồi anh ơi. Anh mà cũng bị vậy à? Vâng bị chứ, bị nặng luôn. Bị sao thất tình à? Thật sao? Kể cho nghe với nào, yêu nhiều như vậy mà không bị sao được anh ơi. Hãy kể cho nghe đi nào. Có nhớ bị như vậy mấy lần hay không? Bị họ làm cho đau khổ ấy nhé, chứ không phải làm họ đau khổ đâu. Đến mức khóc luôn. Đến mức người con trai này phải khóc luôn. Thật hả? Thật mà anh. Em khóc như một đứa trẻ luôn. Có một lần mà em nhớ được. Lúc đó em gặp người yêu trong một lần đi quay. Lúc đầu vẫn vui vẻ, hạnh phúc với nhau nhiều lắm. Vì cô ấy làm nghề kinh doanh, rồi có nhân viên thường đọc thông tin trên mạng và in ra cho cô ấy xem. Không biết cô ấy thấy được tin gì, nhưng cũng không nói. Cứ dồn nén như vậy, đến hôm đó thì bùng nổ ra. Hôm đó, bỗng dưng cô ấy đến phòng làm việc của em và nói thẳng luôn, chúng ta chia tay. Sau khi nghe câu chia tay, em vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thì ngay lúc đó, cô ấy lấy ra một xấp giấy gì đó trong túi sách ra và ném lên bàn cái băng. Rồi đi luôn. Nghĩa là tất cả những tin tức về em ấy, thưa anh, từng ít một, gom lại lâu ngày như vậy nên như kiểu cô ấy không chịu nổi và đã chia tay. Tin tức cô ấy mang đến là gì? Thì kiểu như là những tin tức đồn đoán em yêu người này người kia vậy đó anh. Vậy có như vậy thật không? Có thật không? Em thừa nhận là em có nói chuyện thật. Phải cô dê gì không? Không phải, cô bé đó thua em phải hơn 20 tuổi ấy. Thì cũng có sao đâu. Anh nói vậy thì chết em rồi. Mọi chuyện toàn là tin nóng không à? Có mở xem hả? Vâng, mở ra xem mới thấy cô ấy đã chịu đựng rất nhiều. Trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm cô ấy cứ dồn nén mỗi ngày một ít. Và trước đó chắc cũng đã buồn về em rồi, nên mới nói ra câu đó. Sau đó trở về nhà, lúc đầu cũng không thấy gì, nhưng sau mới cảm thấy trống trải. Cảm xúc lúc cùng ở với nhau nó trỗi dậy. Cảm xúc dâng lên rồi nước từ chỗ này rơi xuống. Cảm thấy đau xót trong lòng. Và hơn thế nữa là ôm đầu ngủ của cô ấy và khóc. Giống như trong phim Hàn Quốc vậy. Thật đấy, em ôm bộ đồ ngủ của cô ấy và khóc, rồi cảm nhận thấy được mùi, là mùi cơ thể cô ấy. Vâng. Rồi như vậy chưa đủ, lúc đi làm, em cho nhân viên mang hết đồ cô ấy ra khỏi phòng, nhưng rồi em trở lại mang hết đồ cô ấy vào phòng lại, cũng không biết nghĩ gì nữa. Lâu không để quên được. Cả tháng luôn anh ơi, lúc đó mới hiểu câu, ăn không ngon ngủ không được là như thế nào. Vậy có cố gắng liên lạc lại với cô ấy hay không? Không có đâu anh ơi. Sau đó cô ấy đổi số luôn rồi. Biến mất luôn. Vâng, biến mất khỏi cuộc đời em luôn. Đến bây giờ không còn liên lạc gì với nhau nữa hả? Vâng, thưa anh, vậy có xem tin tức, xem hiện tại cô ấy như thế nào hay không? Ui, sống rất tốt thưa anh. Chia tay xong là sống tốt ngay. Có kiểu lén đi theo hay là theo dõi về cô ấy, xem họ sống sao, hay đã yêu ai rồi hay không? Có chứ ạ, có luôn hả?
Vâng, đến mức chạy xe ra phía sau nhà cô ấy nhìn nữa. Có tự hành hạ bản thân hay không? Tự làm hại bản thân thì không có đâu anh. Chỉ có làm một điều đó là đứng dưới vòi nước và để nước xả lên đầu như vậy một lúc lâu thôi. Kiểu tâm trạng, vâng tâm trạng lắm ạ. Có đứng úp mặt vào tường như thế này không? Không ạ, chỉ nhớ có lần. Đeo tai nghe và mở nhạc rồi nhảy tưng tưng. Cũng không biết như thế nào nữa, nhưng mà biết rằng nếu phụ nữ lúc đau lòng họ chỉ đau lòng một thời gian thôi, khi đã qua rồi thì sẽ quên hết tất cả. Còn người đau dai dẳng lại là mình. Nhưng mà em có thấy liên quan gì về đau đâu anh, chỉ thấy toàn khổ, thì luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau rồi đó. Nghĩa là Thép đã bắt đầu sống chung với điều đó rồi. Câu chuyện tiếp theo chắc phải có em, chuyện luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau chắc phải mang đi đóng phim. Anh Lưu sẽ khuyên bảo anh Thép như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau nghĩa là Thép đã bắt đầu sống chung với điều đó rồi. Câu chuyện tiếp theo chắc phải có em, chuyện luôn sẵn sàng đón nhận nỗi đau chắc phải mang đi đóng phim. Trong chuyện tình của anh Thép phải như thế nào? Yêu kiểu lãng mạn, như tình yêu của mọi người vậy thôi. Sẽ là một người bình thường lãng mạn. Đạp xe dưới mưa và hỏi sẽ về ở với nhau không? Vậy nhỡ gió đổi hướng thì sao? Bây giờ em muốn đổi chương trình này quá. Vậy thì bây giờ chuyển sang ai rồi? Cho sự nghiệp ở tương lai phía trước ạ. Cho biết chữ cái đầu tiên trong tên người đó cũng được. Hôm nay mở lòng nói cho mọi người cùng biết, chữ cái đầu tiên là chữ xe à? Vậy thông qua chương trình có muốn nhắn gửi gì không? Chỉ muốn nói là cảm ơn vì thời gian đã ở cùng nhau và xin lỗi vì đã làm những điều không tốt vậy thôi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì xin các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ video này đến với nhiều người hơn nữa nhé. Hẹn các bạn vào tập tiếp theo. Xin chào!